Từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều nhà đầu tư phân tích về thị trường chứng khoán thế giới. Hiện tại thị trường đang rất tốt nhờ lực đẩy từ nguồn thanh khoản nhân tạo mà ngân hàng trung ương các nước bơm ra. Câu hỏi đặt ra là nếu nguồn thanh khoản đó cạn, điều gì sẽ xảy ra? Ông Jim Rogers, một nhà đầu tư Mỹ giàu kinh nghiệm trên sàn chứng khoán, nhận định đó sẽ là lúc bữa tiệc chấm dứt. Tuy nhiên, viễn cảnh đó chắc chắn chưa xảy ra bây giờ hay trong tương lai gần. Vì vậy, trong thời điểm này, đầu tư vào chứng khoán vẫn là lý tưởng khả thi, đặc biệt nếu chọn thị trường Nhật Bản. Cảm ơn ông vì đã tham gia cuộc trao đổi này. Hiện tại thì thị trường chứng khoán xem chừng đang rất tốt. Phố Wall gần như chạm mốc kỷ lục. Chứng khoán châu Âu hồi phục, Nhật Bản thì thể hiện quá ấn tượng trong năm 2013. Theo ông, liệu nó có tiếp tục hay không? Chúng ta thấy ngân hàng trung ương của nhiều nước đang bơm tiền ra thị trường thế giới. Dĩ nhiên dòng tiền này vẫn sẽ tiếp tục. Tôi không thấy có vấn đề gì khiến họ phải dừng lại. Thậm chí ngay cả Quốc hội Mỹ cũng cho biết sẽ đẩy mạnh chi tiêu. Rõ ràng các nước đều đang như vậy, trong khi các ngân hàng trung ương thì cứ in tiền. Tuy nhiên thực sự mà nói, điều này không hẳn là tốt, vì rõ ràng đây không phải là điểm tựa vững chắc cho thị trường chứng khoán đi lên. Nhưng dù sao, khi dòng tiền còn thì bữa tiệc của chứng khoán vẫn tiếp tục. Vậy trong khi mà bữa tiệc kéo dài, thì ông nghĩ nguy cơ nào đe dọa thị trường nhiều nhất? Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất chính là sự điên cuồng của thị trường. Khi một ngân hàng bắt đầu lộ trình thu hẹp dòng tiền, ví dụ như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã làm, thì thị trường lại bắt đầu rối lên. Một số nhà đầu tư phản ứng thái quá, bán tháo dữ dội và kéo thị trường đi xuống. Thị trường lúc đó sẽ giảm khoảng 10 hay 20% chăng? Tôi không chắc lắm, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm mọi người thấy sợ hãi. Và khi đó, nếu ngay cả ngân hàng trung ương cũng e ngại thì sao? Thì họ sẽ lại tiếp tục in tiền ra. Cứ như vậy, tiền cứ in, tạo một dòng thanh khoản nhân tạo nâng đẩy thị trường đi lên cao, cao hơn nữa. Và khi lên đến đỉnh điểm, khi nguồn thanh khoản nhân tạo cạn đi, thì tôi xin nói thẳng, sẽ không hay chút nào. Nhưng dù sao thì tạm thời bây giờ, tôi thấy không có lý do gì dẫn đến viễn cảnh đó. Mà như tôi đã nói, ngay cả khi định làm như vậy, họ cũng sẽ thấy hơi lo ngại và lại tiếp tục in tiền mà thôi. Trong bối cảnh như đã phân tích, nếu ông đầu tư vào sàn chứng khoán, ông sẽ chọn thị trường nào? Có thể là Nhật Bản, Nga và một phần Trung Quốc. Bây giờ chứng khoán Nhật Bản đang trượt dần khỏi mốc cao kỷ lục, Mỹ thì vẫn đang duy trì ở mốc cao. Bình thường chúng ta sẽ mua cổ phiếu thấp và bán cổ phiếu cao. Tại Nhật Bản thì Thủ tướng Shinzo Abe không gặp trở ngại nào, cả về chính sách in tiền hay chi tiền. Vì vậy có thể ông Shinzo Abe sẽ thông qua dự luật miễn thuế cho người dân Nhật Bản đầu tư vào chứng khoán. Tôi đã đầu tư một thời gian dài rồi, nên tôi biết khi chính phủ làm như vậy, người dân sẽ đầu tư, và rồi chúng ta sẽ thấy dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ tăng lên, cả từ phía nhà đầu tư nội lẫn nhà đầu tư ngoại. Nói như vậy nghĩa là trong lĩnh vực này ông sẽ chọn Nhật Bản? Cũng có thể có, cũng có thể không. Ý tôi là hãy nhìn lại thị trường Nhật Bản sẽ thấy phần lớn cổ phiếu blue chip ở đây đã đi ngang trong nhiều năm nay. Nếu nhà đầu tư nhảy vào thị trường nhiều hơn nhờ vào dự luật miễn thuế, có thể họ sẽ mua vào rất nhiều cổ phiếu blue chip. Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi này.